nhà văn hãy có hai quê hương, một là nơi chôn nhau có đúng, hai là nơi mà mình gắn bó lấy đó là quê hương của mình trong sáng nay. Phải có một nhà văn nói quê hương là nơi sinh ra và đó cũng là quê hương sáng tác của mình. Tôi thấy cả hai đều đúng, nhưng với tôi chọn là quê hương thứ hai. Quê hương nơi sinh ra cũng là quê hương sáng tác của tôi, của mình. Thời niên thiếu tôi theo kiểu bóng đoàn, tôi có dịp đi từ sông Tiền qua sông Hậu, đi theo các con rạch, con kinh và lẽ núi, là một vùng quê nhiều màu sắc và con người rất là phong phú. Nếu ta lẩn quẩn trong một khu và sẽ thấy không hết cái về quê của mình, dù rất đẹp nhưng rất có thể nhàm chán, cảm xúc có thể bị dài